có chị đang đưa, đang đưa làm protein đó là phosphor của chị nha. Thì cũng như con T đã nói thì tụi mình đã unbox rất là nhiều show và cũng như mình đã thấy là có quá trời show luôn, một đống một nhà slogan luôn, nên bây giờ mình unbox photo book để cho nó mới mẻ hơn. Thì là đây là phosphate nha. Cái này cái này thì mình không biết mà xài sao lại gì nó hình như cột lại hả, không biết gì, cái nó nắng lắm, nó không có kéo lại được, nó không có trút vô mà, nói chung là chắc là nó để vậy á. Thế nào, that's back, she got a BTS team, what way handsome. Thì đây là photo book của chị đang đeo lên protein. Chị này cũng là một đặc mệnh đi good xích nha mấy bạn. Photo book một bên. Thì cái này là L holder. Này L holder. L holder của chị. Này là hình hồi, hình như là hình hồi concert bên Thái Lan sao mấy bạn. Mình không nhớ. Secret Garden. Cái hồi mà JK lần đầu tiên nhuộm tóc hồng đậm á. Đây là sticker với postcard thì phải không? Nó không biết cái này, không biết. Thì chị này là cũng theo chị một thời gian khá là lâu. Từ 2015, cuối 2015, tháng 12 á. Mình thấy thưa chị lập từ hồi đó. Thì chắc là sau lên á. Mình không biết cái này có lúc hình như là 200 trang thì phải. Thì lát tới sẽ biết mày. Này là sticker set. Cái này là sticker tròn. Thầm đi sao, sao lên. Sticker tròn. Dễ thương quá. Hai name sticker, ba name sticker lần. Nè tầm cái Jin, what was handsome, Kim Sok Jin. Ok. Đây là postcard đúng không? Đây là awake nha. Này là cái lễ gì đó, MMA thì phải. Cuối năm ngoái. Là hồi ông được là MC nè. Sunshine Fake Love. Này hình mình không nhớ là hồi nào luôn, hình như là lễ trời gì đó. Này là DNA sao? Này là có mặt sân quay hết rồi, trắng nha. Xong rồi thì là 1, 2, 3, 4, 5 cái à, 5 cái postcard. Giờ là photocard. Ồ, hai mặt hả? Thì chị này chụp hình rất là đẹp. Ồ, này là bóng nha mấy bạn, bóng nha. Thì chị này chụp hình đẹp lắm. Cũng là top, một trong những top trên fansite. Đây là hồi Wings. Nhớ xem nó sẽ ở đúng rồi. Là DNA. Hình như mấy đống chua mỏ hả? Ờ đúng rồi, hết luôn á. Nên mình không biết, hình đi đường. Fake love thì phải. Ở này tuyển tập hình chua mỏ của Kim Sok Jin. Này là chắc là tên này Wings. Này hồi cuối năm trước hồi tổng tỉnh mới cắt tóc Kim Bok Jin. Kim Bok Jin. Trời ơi thương cắt cái mỏ. Này là fake love. Ê, fake love phần sang. Sao mà quay vậy? Ok. Đó này là hồi Red Butterfly nè. Yellow, you know, alone, wings. Ok. Mặt sau. Mặt sau có chữ Secret Garden. Cái này. Cái này là Secret Garden. X hả? Ờ hấp. Thì mặt sau nó tương ứng với cái hình mặt trước nha. Mình nó chỉ là màu tối hơn thôi. Này. Ok, này là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phần khẩn nha. 12 phần khẩn. Này, nó bất kỳ. 2, 3, 4, 3. À, cái khách này là có bằng quà nha. Có bằng quà. Này là poster. Này là hồi em 2022 nè. Này chắc là chỉ thích 3 người trước. Tại như follow, trời ơi, con sát thẳng mặt không? Bả như bả đứng trước mặt không luôn á. Chắc là chị chụp trước, chụp từ hồi lâu rồi sau đó bảo mới mở fan site. Nên nó bất hình. Ồ, ai fan chat, tất cả là fan chat luôn. Không ta. Ta có hơi hơi vô. Không có nào nữa ta. Nè, nó fan chat nè. Này, à mấy đây. À, này giống cái hình. Đúng cái này nè. Khác tông màu thôi, đúng là đất khác. Này là gì đây? À cái này là mấy này poster A4. Poster A4. Rồi cái này là A3. Ui xinh quá. Rồi nó có A3. Trời đẹp quá. Cái này thì nó là giấy bình thường các bạn. Giấy in bình thường á. Thì mình
xinh hình rõ đây các bạn. Đây bình thường nó gấp không, nó bị kiểu mấy lằn trắng rồi không đẹp. Thì cái này là poster set nha, nó có tổng cộng 2 cái poster A3 và 4 cái poster A4. Đây, cái này thì là mới lạ, lần đầu tiên mình thấy trong mấy cái photo book. Cái này là một túi fan ở trong, sao nó mở vậy, ok. Có hình AK, Mario, mấy game, cái này pin đựng quanh. Mình không biết chất liệu này là gì mấy bạn, mình bị ngu chất liệu lắm. Nhưng mà nó có mấy cái túi bình thường mấy bạn, mấy cái túi mấy bạn khó bỏ đồ giống kiểu dầu gội đồ. Mình không biết phải gọi là cái gì đó, mà cái trong cái chất liệu này mình không biết nó là gì hết, mình xin lỗi. Đây, mùa hương, cái thương quá, hình cái tim. Cái này các bạn dùng chắc là để make up hay gì là cái gì. Tiếp theo là strap. Cấp trên. Cái này giống cái strap bình thường, mấy cái strap bình thường các bạn. Giống strap mà mấy bạn tìm thấy ở mấy cái shop bán đồ ở nó. Mình không mở lại nó, cái này đẹp nhưng mà ý là nó giống nó cái kiểu nó hay vậy các bạn. Cấp trên. Bây giờ thì là cái quạt này. Cái quạt. Thật là... Thì cái này là quạt trong nha. Cái này là transparent fan. Quạt trong. Cái này mình thấy cái design của cái chữ này á. Ủa? À nó chưa được mở cái miếng này. Cái này cũng khoa mình không biết, hôm nay mình không mở rồi nè. Cô qua. Cái kiểu design này mình thấy nó giống cái mà phim á, cái slow phim mà trước con te nó mở. Này, hình cái hình này hệt cái hình của El Holder luôn nha. Nên có chữ sub chim. Rồi. Bây giờ làm sao cái photo book. Thì mình có xét lại cái content thì mình thấy hình như nó không có cái leaflet, cái một cái airport fashion leaflet là thời trang đi đi sân bay của Xin á. Nhưng mà lại cũng không có cái poster set nữa, thì mình nghĩ là cái poster set đó là được thế thêm thay cho cái kia hay sao cái hình như content được đổi, được bị đổi lại á, mà mình không biết tại vì mình không theo dõi nhiều lắm. Mình chỉ đợi hàng về mà thôi. Ủa. Đây là cái photo book. Màu hương đẹp lắm, màu cái như màu hồng đào á. Đẹp quá. Thấy dưới đậm là nó sẽ lột lột lên trên. Mà cái chất liệu này nó lạ đó các bạn, mình không biết nó gọi là nó sờ đã, mấy nó mượt mượt và nó mềm mềm. Các bạn nghe không? Thì có tiếng không? Mình không biết đó là gì hết. Đây sẽ tiếp cận này, hoa hồng. Có 3 gam màu. Đèn. First photo book bị chết chim. Mình à. Secret Garden. Đường sau có bông hoa. Ok. Rồi, đi vô luôn nhé. Rồi. Mình không quên bảo bên này đi. Rồi. Ok. Photo book là 200 trang nha mấy bạn. 200 trang hơn thì phải có đó. Ui là hả? Từ hồi đúc nè. Từ hồi đúc rồi. À là từ có of Young Forever. Hình từ Young Forever. Chắc vậy. À cái hồi này là Cordo Guy nè. Nhiều anh ha. Run. Ý. Ui hồi này đẹp quá luôn các bạn ơi. Thì lâu rồi tụi mình bây giờ mới có photo book unbox lại. Tại vì đồ về cái nào thì nó về cái đó thôi. Mình không chắc, mình không biết nữa. Nhiều lúc tụi mình còn quên luôn đồ gì về nữa. Là biết ý, hình như là tụi mình vừa mới order được. Đợt này thì không có nhiều photo book thế chim ra. Chắc là tại chưa đủ hình á. Nên chắc là năm sau sẽ ra một lũ bão luôn. Năm nay thì tụi mình mới gần đây nhất thì tụi mình vừa mới mua được. Chị mới mua được photo book 500 trang của chị Vi Thác. Vào đất khác của chị via Can You Find My Euphoria của chị OK Trung Quốc Net. Còn gì nữa ta? À, By My Side. Photo book Vi Cook Love Is Mutual. Còn Goods thì tụi mình không nhớ nữa, mới mua nhiều quá. À, cái này thì mắm quên. Mẹ nhìn nó một vị thần, không khách lắm nè. Thì tụi mình hình như mắm chưa thông báo nhưng mà là mắm sẽ đi hàng và mắm sẽ đi càng web BC21 sẽ mua về một đống đồ. Và quan trọng nhất mắm có đi Honor Exhibition mà cái màu vàng của BTS đó mấy bạn. Cái mà mình không biết là mình sẽ có mua good hay không. Tại vì mình cũng hình như không có thích, không thích mà là không có ấn tượng như này. Cái good sẽ lắm. Mà mình thích đồng hồ luôn á, mà cái đó mà nó có sắp nào mở cho nó. Mà không biết tới đó mua được không nữa. À đúng rồi, về hơi bất kỳ. Giá dày các bạn, dày lắm. Dày hơn những cái photo còn lại mà mình đã unbox nên mình không rõ. Nhưng mà giá dày. Hình thì rõ nét. Hình rõ nét. Hình khá là rõ. Ui, mà này. Đây, à đúng rồi. Thì họ đi rừng đúng rồi. À. Hình này có tới 2017 không sao? Tới 2017 không sao? Có. Ủa sao 200 trang mình thấy nhiều vậy ta?
nói chung thì chị đang đi này mình hồi đó hình như hình thì không có, cũng có nhỏ hơn khác hồi như thế, mấy cái hình mà nó kiểu nó nghiêng nghiêng này là hình mà ổng ổng nhìn xéo xéo quá đẹp trai quá. Đó là quán quen xua nè, mà DNA mình không biết nói gì nhiều hết, mình xin lỗi bạn, bởi vì mình không biết nhiều về chị đừng đi lên phát triển. Mình đã có tìm thử research rồi nhưng mà không rõ lắm. Nana nè, nói hình này nó thiệt hay quá, như nhìn lướt qua, nhìn kia nhìn lướt qua thì nhìn thấy nó thiệt hay, tại cái tóc của nó ướt ướt ngực, chắc là chỉ có mình thôi. Ủa hình này giống nó thiệt hay lắm luôn á, what the fuck. Mỗi lần càng ngày mấy anh càng nhìn giống nhau, sống lâu nhau quá, nhìn nhau lướt quá, bởi vậy nên sắp tới tụi mình sẽ có unboxing của BT21, rất là nhiều BT21 từ cosmetic cho tới là mỹ phẩm á, cái là BT x BT21 vừa mới ra hôm trước, hôm qua hôm nay nữa làm cho tới đồ BT21 online collab, nói chung là pyjama là đủ thứ hết mà tụi mình sẽ mua về sẽ phân chia ra hết để upload video. Mà chắc là sau cái BT21 đó mình nghĩ là sẽ không có nhiều đồ về, tại vì hầu như đồ về toàn BT21 chứ không có gì nữa đâu. Giờ chỉ còn có photobook mà còn goods thì mình không nhớ mình mua cái gì nữa, chắc là chỉ đợi Sube về. Chứ còn đóng slogan là mình thấy là sau cái đợt gần đây này tụi mình nó hết luôn rồi, không còn, mình không nhớ là sẽ còn cái slogan nào nữa. Ôi gần hết rồi nè. Ui đây là hát không, mình không nhớ, nói chung là bài cũng là của Taejin trong Haran OST. Đây là Antaman Special Stage nè. See through áo xuyên nhìn xuyên thấu, ui đẹp quá. Rồi vậy là hình chỉ tới